Hi, chào mừng tất cả quý anh chị và tất cả các bạn. Hôm nay Tân Phát cùng quý anh chị dạo tham quan về những địa điểm đẹp và nổi tiếng của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ha. Và sẵn tiện đây, Tân Phát chia sẻ đến quý anh chị về tầm nhìn panorama cực kỳ là đắc địa và xinh đẹp của dự án The Selling Quy Nhơn. Đây là hai cái tòa The Selling nè quý anh chị. Quý anh chị cảm thấy có đắc địa hay không ạ? Đây chính là quảng trường Quy Nhơn. Đây là tầm nhìn hai tòa tháp ra biển với những ánh đèn thật là lung linh. Quý anh chị nhìn và ngắm cảm thấy khá là đẹp đúng không ạ? Thì giờ Tân Phát mời quý anh chị cùng dạo chơi và xem ngắm cảnh và biển Quy Nhơn rất là xinh đẹp thuộc tỉnh Bình Định ạ. Rồi giờ mời quý anh chị cùng chiêm ngưỡng nha. Thì đây chính là hình ảnh về bãi biển Quy Nhơn thật là xinh đẹp. Thì hiện tại chúng ta đang đi song song với con đường Xuân Diệu. Đây là một trong những con đường đẹp nhất thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Và đây là con đường có giá trị bất động sản cao nhất trong tỉnh luôn nha. Quý anh chị có thể xem ạ. Rồi giờ mời quý anh chị cùng Tân Phát tham quan một số địa điểm du lịch thật là đẹp gần ngay dự án The Selling Quy Nhơn để quý anh chị cảm nhận nha. Thì đây chính là hình ảnh của bãi trứng Quy Nhơn đó quý anh chị. Ở đây rất là nổi tiếng. Ở đây có những cái hình ảnh những cái viên đá hình tròn tròn nhìn khá là đẹp và bắt mắt ha. Và đây là hình mộ Hàm Bạc Tứ. Và đây chính là bãi biển Quy Hòa thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ở đây thì không khí khá là trong lành, biển thì mát mẻ, trong xanh. Và ở đây có bệnh viện Gia Liễu. Thì bệnh viện này ngày xưa nhà thơ Hàm Bạc Tứ đã điều trị chữa bệnh tại đây và sống những cuộc sống cuối đời. Thì mộ chính thức của Hàm Bạc Tứ thì được chôn cất tại đây luôn nha. Rồi tiếp tục mời quý anh chị tham quan một số địa điểm khác nữa ha. Ví dụ như là Tháp Đôi, Kỳ Co nè anh chị ạ. Đến Quy Nhơn là thường hai khu nổi tiếng đó là Kỳ Co, Yêu Gió. Và một số khu khác ví dụ như khu Hải Giang, Maryland, khu du lịch tâm linh như Chùa Ông Núi, bãi biển Trung Lương. Và xa xa hơn một xíu nữa là quý anh chị có thể tham quan khu bảo tàng Quang Trung, Tây Sơn, Bình Định ạ. Thì cảm ơn tất cả quý anh chị và tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video clip chia sẻ của Tân Phát. Thì quý anh chị nếu mà đang quan tâm đến dự án The Selling Quy Nhơn này thì quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến Tân Phát để Tân Phát chia sẻ rõ hơn về dự án này ạ. Hoặc quý anh chị còn tham quan nhà mẫu thực tế tham quan dự án thì quý anh chị liên hệ đến Tân Phát. Tân Phát sẽ dẫn quý anh chị đi xem nha. Thì cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.